sư phụ rất nhiều đàn cày giáo chuột này mà. Hiện tại tôi bẻ đàn này xuống rồi. Còn mấy miếng này cuối cuối chắc có chuột này mà. Mồi bữa này mồi dữ lắm mồi á. Đây kìa. Đó con hết luôn. 1, 2, 4 con. Ăn lúc hàm mà 7 lúc cây luôn nè. Rồi trao đổi với sư phụ. Ôi ôi chụp chín. Ôi ôi nguyên đàn cày luôn. Hay cha. Sư phụ ra bắt chuột anh em ơi. Cày tơ 2, 3 con. 3 con cày tơ luôn. Quá dữ. Wow, cái dữ không ha, cái ta không ha. Rồi, giúp nó, cho nó chạy. Nó không chạy, nó lắp. Ôi, ôi. Lắp nữa, anh em ơi, nó không chạy, anh em ơi, lắp nữa. Lắp. Nó lắp không nè, chạy đâu. Thấm động luôn. Lắp không à, tài xe kéo nó lắp không à. Rồi, hiện tại cây 100 lại kéo cái xe kéo hừng sáng thì trời chiến mưa đề không chạy anh em ơi. Đây nhìn đám mưa khủng khiếp anh em ơi, bữa nay chắc anh em đội hình máy cắt đồ chắc khắc nghiệp quá anh em. Rồi chuẩn bị lại giải cứu cái xe kéo này, bây giờ để hoài không chạy. Rồi móc đồ nghề ra giật cho nó chạy. Đang đi cắt lúa trời chuyển mưa, không biết bữa nay cắt được không anh em à. Đó, lộ đồ nghề ra, trời chuyển mưa nó lạnh nó không chịu chạy. Nhìn đám mây này, bữa nay anh em ra thất nghiệp nữa rồi. Rồi chuẩn bị giật. 100 nó chơi cái bộ nổ anh em ơi, kéo cho mày xuống cuộn luôn, giật chạy luôn à. Nó chơi nó còn không chạy nữa, không bắt bánh được là lôi hoài luôn. Tuôn bánh không có chạy đâu. Tại vì xuống dưới ruộng đất nó mềm xẻo lết không à, dễ gì nó làm biến luôn rồi đó. Lết không. Lết không. Chạy con khỉ. Lôi tút qua bờ kinh bên kia cũng chưa chạy. Lết một đường nè anh em. Nắc sình này nó đâu có bám bánh đâu mà nó chạy. Bó tài thiệt chứ. Không xong rồi. Lết không anh em ơi, nó không chịu chạy. Bắt đầu lôi ngược trở lại. Lôi ngược trở lại. Hừng sáng trời chuyển mưa lạnh nó không chịu chạy anh em ơi. Bắt đầu lôi. Rồi đưa đít vô, lôi ngược trở lại nữa. Cho nó lết nữa. Rồi giật nữa cho nó chạy. Nó không chạy thì nó lết. Ôi ơi. Lết nữa anh em ơi, nó không chịu chạy anh em ơi, lết nữa rồi. Lết. Nó lết không chạy đâu. Cấm động luôn. Lết không à, tài xe kéo nó lết không à. Giật. Giật. Mình lết, cho mình lết luôn. Lôi tút vào bờ kênh bên kia luôn. Nó lết không à, nó đâu có chạy đâu. Rồi, giải cứu không thành công anh em ơi. Nó quá lết rồi. Lúc này thì 100 chạy vô. Nãy giờ thì kéo xe kéo không chạy anh em ơi, lúc này thì cây 100 đang về xuống phà để di chuyển đi vô đồng. Sư phụ nãy giật kéo quá trời kéo luôn mà nó không chạy.
đang di chuyển xuống phà. Rồi một mình một ngựa di chuyển cây 100 đi luôn anh em ơi. Có một mình một à anh em ơi. Vừa tài vừa lơ luôn. Tài thì quá độc. Chứ chẹt không có người nào luôn nghe anh em. Đây thì mấy anh này thì đội hình máy cắt, mấy anh này thì cọp thì đang xuống phụ lên phà anh em ơi. Lắm ai cha cái cầu gì nó bự. Rồi tài đang lên phà anh em ơi, còn xe kéo hồi sáng thì giật mấy phát mà nó không chịu chạy, lát chạy bộ vô sau. Trăm lẻ này cái bô nổ cũng giòn lắm anh em. Bữa nay anh em mình cùng xem giải trí đến kinh Dũng miền Tây mình ha. Ôi đang lao dốc xuống. Chơi cái bồ gái máy chạy cũng dữ lắm anh em ơi. Xè quá xè. Bồ nổ gà cò quá gái. Ôi ôi có bự nè. Xe kéo này hồi sáng nè, kéo cài cài ngoài ruộng nè. Thì hồi sáng chuyển mưa chắc này chiều anh em ơi, 1-2 giờ sáng chuyển mưa chắc này chiều 1-2 giờ máy bắt đầu đẩy anh em ơi. Đẩy quá, đẩy xúc cái bông bư ra anh em à, đang đập lại. Lúa này quá trúng anh em à. Anh cọc yên bao nói lúa này quá trúng rồi. Vô nước tiếp tục đẩy
Rồi, lụm tiếp tục. Tài này cũng chịu đẩy lắm anh em ơi. Đẩy lúc cày không à. Hai người cột này cũng điêu luyện lắm nè. Đẩy lúc cây luôn, còn xe kéo thì phượt theo gom lúa, lúa còn lúa này trúng quá trúng anh em ơi. Sư phụ cột miếng bao nãy lúa này quá trúng. Đời 2016. Ôi ôi cô dê kìa. Rồi, băng lên. Ồ. Đi nhiều lần quá lúng anh em à. OM18 nè. Ăn lúc hàm mà đẩy lúc cây luôn nè. Rồi trao đổi với sư phụ. Ôi ôi chụp dính. Ôi ôi nguyên một đàn cày luôn. Ây cha, sư phụ ra bắt chuột anh em ơi. Cày tơ hay ba con. Ba con cày tơ luôn. Quá dữ. À, thứ dữ không ha, cày tơ không ha. Sư phụ dắt nguyên đàn cày ra bắt chuột anh em ơi. Hiện tại 100 đang đi xuống nè. Còn mấy miếng này cuối cuối chắc có chuột anh em ơi. Mồi bữa nay mồi dữ lắm mồi á. Cày kìa, đỏ con hết luôn. Một, hai, bốn con. Dữ dằn ha. Rồi, 107. Rồi, xe kéo đang ban vô anh em ơi. À, sư phụ đang ngồi chờ để dòng cuối bắt chuột anh em ơi. Lên vô số bị vượt. Dữ chưa. Nguyên một đàn cày luôn anh em ơi. Quá đông cày à. Đó. Lúc này chuột chưa chịu chạy ra. Cái này thì lấy bao thêm anh em ơi. Hết bao rồi. Rồi lấm. Lúa này quá trúng anh em ơi. Bao trắng đồng hết.
Còn sư phụ thì chờ dòng cuối bắt chuột. Trong lẽ thì đẩy